Chào bạn. Bạn đang nghe audio chuyên mục mỹ phẩm trên website mạng y tế vn thiếu chất béo ảnh hưởng thế. Nào tới sức khỏe và sắc đẹp. Nhiều người cho rằng chất béo không tốt cho sức khỏe. Nhưng theo các chuyên gia, chúng ta cần một lượng chất béo lành mạnh để cơ thể hoạt động tốt. Nếu cơ thể không đủ chất béo, da thường bị khô, bạn có thể bị thiếu năng lượng và không thể tập trung làm bất cứ việc gì nếu bạn thấy thật khó để giảm cân thì có thể là do thiếu chất béo lành mạnh trong cơ thể trên thực tế các chất béo không bão hòa sẽ giúp bạn no lâu hơn nếu bạn cảm thấy đói ngay sau khi ăn một bữa no đó có thể là dấu hiệu của thiếu chất béo lành mạnh vào mùa đông da của phần lớn chúng ta đều bị khô nếu bạn bị khô da vào các mùa khác thậm chí sau khi đã thử nhiều mỹ phẩm chăm sóc da nguyên nhân có thể là do thiếu chất béo Da của bạn được bảo vệ bởi một lớp mỡ. Lớp mỡ này giúp da tránh bị khô. Ngoài ra, nó bảo vệ da tránh một số độc tố gây hại cho da. Não chứa khoảng 20% chất béo. Nó cần chất béo để hoạt động tốt. Bơ, hạt và dầu ô liu giúp nó hoạt động tốt. Thậm chí, quả óc chó cũng chứa chất béo lành mạnh. Tác hại khác của việc thiếu chất béo trong cơ thể là cảm giác lạnh. Nếu lớp mỡ bên ngoài cơ thể không đủ để bảo vệ bạn, bạn thường thấy lạnh dầu dừa, dầu ô liu, bơ, axit béo omega 3, cá và hạt là những nguồn chất béo lành mạnh. Axit béo omega 3 cũng tốt cho hoạt động não. Trên thực tế, chúng có thể phòng ngừa trầm cảm, rối loạn tăng động giảm trí nhớ, đột quỵ và bệnh tim. BS Tuyết Mai theo Bonsky, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe